đi tập gym mãi không thấy ốm đi, đến khi phát hiện lý do khiến ai nấy đều choáng luôn. Theo đó, dạo gần đây trên TikTok, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip của một bạn PT ghi lại khoảnh khắc cô phát hiện ra lý do tại sao mà học viên của mình tập mãi mà không thấy ốm đi, mà ngược lại số cân nặng còn tăng lên. Quá sốc trước sự thật này, thế là cô lặng lẽ quan sát thì phát hiện được sự thật vô cùng chấn động luôn. Hóa ra là mấy bạn học viên trước khi vô học, bạn nào cũng ức liền mấy ly chè, hèn gì mà tập hoài, tập mãi, cũng không thấy xuống cân là đây. Nhìn thấy hình ảnh hai bạn đang ăn chè, nhiều bạn cũng đã liên tưởng đến bản thân mình mà bày tỏ nhiều cảm xúc thú vị. Thì có thực mới vượt được đạo chứ. Thôi xong, quả này là tới công chuyện với chị PT luôn. Mạnh dạn mời chị tí chè cho chị ấy nguôi giận nà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Tin Nhanh Quanh Ta để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày bạn nha.